Trong game GTA 5, nếu đỡ tay chơi môn chọc chó với mấy loài dữ tợn như Pitbull, Bexe thì chúng sẽ thù hằn bạn, không hề chạy trốn mà sẽ chủ động tấn công mỗi khi ở gần. Bọn này dai như đỉa và phát cắn của nó rất là mạnh, chỉ còn cách là thịt thôi để đảm bảo an toàn cho bản thân. Thứ hai là trong tựa game Red Dead Redemption 2, sói đi theo bầy sống ở vùng núi tuyết cũng sẽ quây bạn không kịp trở tay. Chúng là loài khát máu cực kỳ nguy hiểm, phải sử dụng súng thì mới êm ngay, và công đoạn lột da sói cực kỳ giống thật.